Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh trung thu khoai lang. Thêm một món bánh trung thu nữa cho ngày Tết Trung thu sắp tới. Các bạn hãy vào bếp cùng với kênh Góc Bếp Nhỏ để tìm hiểu cách làm món bánh trung thu khoai lang này nhé. Để làm được món bánh trung thu khoai lang tím, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 200g đậu xanh đã bóc vỏ, 1kg khoai lang tím, 1 thìa cà phê muối trắng, 1 chút vani và 100g đường cắt trắng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Đầu tiên, đậu xanh các bạn cần ngâm với nước lạnh trong khoảng chừng 4 đến 6 tiếng cho đậu xanh nở ra. Đậu xanh ở đây thì mình đã ngâm được 4 tiếng rồi. Bây giờ mình sẽ mang đậu xanh đi rửa lại với nước sạch và để cho đậu xanh ráo nhé. Tiếp theo thì mình sẽ sơ chế phần khoai lang. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây một chậu nước và cho vào chậu nước 1 thìa cà phê muối trắng mình đã chuẩn bị sẵn. Mình sẽ khuấy cho phần muối này tan ra. Bây giờ mình sẽ gọt bỏ vỏ của khoai lang đi nhé. Sau khi gọt xong vỏ thì mình sẽ cho khoai lang vào trong chậu nước muối pha loãng mình đã chuẩn bị sẵn. Các bạn cứ làm như vậy đối với các cái củ khoai lang còn lại nhé. Khoai lang sau khi đã gọt bỏ vỏ thì mình sẽ xắt khoai lang ra thành các cái miếng mỏng để lát mình hấp cho khoai lang nhanh chín các bạn. Nếu mà các bạn không muốn hấp thì các bạn có thể mang khoai lang đi luộc nhé. Mình sẽ ngâm khoai lang trong chậu nước muối pha loãng khoảng chừng 15 phút cho khoai lang ra hết cái nhựa đi nhé. Sau khi ngâm khoai lang được khoảng chừng 15 phút, bây giờ mình sẽ mang khoai lang đi rửa lại với nước sạch. Và đây là phần khoai lang và đậu xanh mình đã rửa sạch. Bây giờ thì mình sẽ mang phần khoai lang và đậu xanh đi hấp chín. Mình sẽ cho đậu xanh vào trong một lóc của sừng hấp. Vì sừng hấp của mình to nên mình sẽ hấp đậu xanh và khoai lang cùng một lúc. Nếu các bạn dùng sừng hấp nhỏ thì các bạn nên hấp làm hai lần nhé. Và một góc mình sẽ cho khoai lang vào. Mình sẽ mang đậu xanh và khoai lang đi hấp trong khoảng chừng 20 đến 25 phút. Khi nồi nước đã sôi thì mình sẽ cho sừng hấp vào để hấp. Bạn nào mà không muốn hấp thì có thể mang khoai và đậu xanh đi luộc chín cũng được nhé. Giờ thì mình sẽ hấp trong khoảng chừng 25 phút. Sau khi hấp được khoảng chừng 15 phút thì khoai của mình đã chín rồi. Vì khoai của mình thái mỏng nên nó rất nhanh chín. Nếu các bạn thái dày hơn thì khoai nó sẽ lâu chín hơn một chút nhé. Bây giờ mình sẽ cho khoai ra một cái bát tô. Rất là bở. Phần đậu xanh thì mình sẽ tiếp tục hấp thêm khoảng chừng 5 phút nữa cho đậu xanh chín hẳn nhé. Phần khoai lang này thì mình sẽ tán nhuyễn ra. Khoai chín bở tơi tán rất dễ các bạn. Vì mình hấp cùng với đậu xanh nên nó có hơi lẫn một chút đậu xanh. Các bạn tán cùng ra với khoai là được nhé. Khi khoai đang còn nóng thì mình sẽ cho vào cùng với khoai 50g đường và một chút vani để cho bánh của mình thơm hơn. Mình sẽ trộn đều cho đường hòa cùng với khoai nhé. Cho thêm một chút vani rất là thơm các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lọc khoai qua một cái rây để thu được cái hỗn hợp khoai mịn nhất. Vì khoai sẽ có những cái xơ và mình sẽ loại bỏ đi phần xơ. Mình sẽ thu được phần khoai rất là mịn như thế này các bạn.
Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết khoai nhé. Và đây là phần khoai lang tím sau khi mình đã lọc. Các bạn có thể thấy khoai lang rất là mịn. Phần đậu xanh của mình cũng đã chín rồi. Các bạn có thể dùng tay bóp nát đậu xanh rất là dễ dàng này. Mình đã để cho đậu xanh nguội một chút. Bây giờ mình sẽ cho vào máy xay sinh tố để xay nhỏ nhé. Mình đã cho đậu xanh vào trong máy xay sinh tố. Và bây giờ mình sẽ cho vào cùng với đậu xanh khoảng 100ml nước. Các bạn có thể lọc qua rây để thu được phần đậu xanh thật là mịn nhất nhé. Bây giờ mình sẽ mang phần đậu xanh này đi xên. Mình sẽ cho vào cùng với đậu xanh 50g đường còn lại. Và mình cũng cho vào cùng với đậu xanh khoảng 20ml dầu ăn. Các bạn bật bếp và xên cho đến khi đậu xanh xệt lại là được nhé. Các bạn muốn phần nhân thơm thì các bạn có thể cho thêm một chút vani vào nhé. Các bạn xên cho đến khi đậu xanh xệt lại và không dính chảo nữa là được nhé. Đậu xanh của mình đã được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa và để cho nguội bớt đi. Và đây là phần đậu xanh sau khi mình đã xên xong. Mình sẽ để cho đậu xanh nguội bớt đi nhé. Trong khi đợi đậu xanh nguội thì mình sẽ cùng với các bạn là vo viên phần khoai lang tím nhé. Hôm nay mình sẽ làm khuôn nhỏ chỉ 50g thôi, nên mình sẽ vo phần khoai lang tím khoảng 20g và đậu xanh khoảng 20g. Các bạn cứ vo thành các viên tròn nhỏ như thế này. Các bạn cứ làm như vậy cho đến khi hết nhé. Và đây là phần khoai lang tím mình thu được. Phần đậu xanh đã nguội bớt rồi. Khi đậu xanh còn ấm ấm thì các bạn cũng vo đậu xanh thành các cái viên tròn nhé. Khoảng chừng 20g. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn gói bánh nhé. Mình sẽ lấy một viên khoai lang này và ấn dẹp ra. Các bạn ấn thật mỏng ra. Vì đi găng tay hơi khó làm nên là mình làm bằng tay không. Mình đã rửa tay sạch sẽ rồi. Sau đấy mình cho viên nhân vào giữa và gói tròn cái bánh này lại. Sau đấy các bạn vo tròn cái viên bánh này lại nhé. Nếu mà khoai bở quá thì các bạn có thể cho thêm một chút nước vào trong khoai nhé. Sau khi đã nặn thành viên tròn rồi thì mình sẽ cho cái mặt đẹp này vào trong khuôn này. Mình làm khuôn bánh dẻo lạnh đấy các bạn. 50g nên nó rất là nhỏ. Các bạn ấn dẹp, ấn cho viên khoai vào trong khuôn bánh. Và chúng ta đã có một chiếc bánh trung thu khoai lang tím trông rất là đẹp thế này rồi. Các bạn làm tương tự đối với các phần bánh còn lại nhé. Và đây là thành quả của mình các bạn ạ. Mình đã có một đĩa bánh trung thu khoai lang vô cùng hấp dẫn rồi đấy. Để làm được những chiếc bánh trung thu khoai lang vô cùng đơn giản phải không nào?
Các bạn hãy làm và chúc các bạn thành công với công thức làm món bánh trung thu khoai lang này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.